Dạ, em chào cô chú anh chị và các bạn đã quay trở lại kênh của em nha, Hà Vinh Vlog. Thì buổi sáng ngày hôm nay em cũng tiếp tục có mặt tại nhà chị Hồng Loan để quay chia sẻ đến cho cô chú anh chị yêu thương chị Loan được xem. Thì hiện tại bây giờ là phía trước là anh Hái cũng chở bé Bun đi ra ngoài nha cô chú. Mấy ngày hôm nay thì Sài Gòn trời rất là nắng nóng cho nên là bé Bun cũng bị cảm ở cô chú anh chị. À, cô chú ơi, thì quay trở lại cái câu chuyện mà chị Loan đang diễn tại Úc nha cô chú. Thì sau khi mà cái đêm diễn đầu tiên cô chị Loan thành công rực rỡ tại Úc á, thì buổi sáng ngày hôm nay là chị Loan cùng với các anh chị nghệ sĩ cũng bay đến một tiểu bang khác để chuẩn bị là diễn tiếp nha cô chú. Thì mới đây á, là anh nhà báo Sơn Minh cũng có chia sẻ một cái bài viết nói về chị Loan và chị Ba Bình Tinh nha cô chú, là sau cái đêm diễn thành công thì cái bài viết là như sau, em cũng xin phép là được đọc nha cô chú anh chị. Nhìn khán giả ở Úc yêu thương Hồng Loan, đón nhận Hồng Loan sao mà xúc động dâng trào thế. Tuổi phận đời con đã chinh phục khán giả kiều bào bằng cảm xúc thật nhất. Ba Vũ Linh cũng đang mỉm cười hạnh phúc đó cô chú. Thì vừa rồi là cái bài viết ngắn của anh Sơn Minh cũng chia sẻ về chị Loan. Thì cái bài Tuổi Phận Đời Con á cô chú anh chị là do nhạc sĩ Nguyễn Minh Anh sáng tác dành tặng riêng cho chị Loan để hát trong cái đêm đầu tiên tại Úc nha cô chú. Thì cách đây không lâu cô chú anh chị, anh nhà báo Sơn Minh cũng tiếp tục là chia sẻ thêm một cái bài viết nữa nha cô chú. Thì em cũng xin phép là được đọc luôn. Đã hơn 12 giờ đêm bên Úc, nhưng mớm và chị Ba Bình Tinh vẫn còn lăng lăng, hạnh phúc dâng trào. Lần đầu tiên đi giao lưu ở nước ngoài, nhưng mớm được khán giả yêu thương nồng nhiệt và nhận được nhiều quà lọc của khán giả. Chị Ba Bình Tinh cũng thế, sự hâm mộ của khán giả, lọc quà hoa của khán giả thật vui, trào dâng nước mắt. Cả hai cô con gái này đã được Ba Vũ Linh phù hộ tổ nghiệp yêu thương. Ông bà ta thường nói có đức mạch sức mà ăn, quả thật không sai chữ nào. Những tin nhắn đầy yêu thương của mấy anh em tôi xin gửi đến gia đình yêu thương nè. Xin chúc mừng toàn thể ekip Giai Điệu Phương Nam. Đó cô chú, thì vừa rồi là hai cái bài viết ngắn của anh nhà báo Sơn Minh là cũng nói về chị Loan và chị Ba Bình Tinh nha cô chú. Là sau khi cái đêm diễn chị Ba Bình Tinh và chị Loan diễn rất là thành công cô chú, thì cũng được kiều bào ở bên Úc tặng hoa và lọc rất là nhiều nha cô chú. Thì ở dưới đây là cũng có những cái bình luận nói về chị Loan trong cái đêm diễn đó nha cô chú. Thì đây là chú nghệ sĩ Ngân Tấn nha cô chú anh chị. Ba để lại cho con một tài sản vô giá, đó là tình thương yêu của khán giả gần xa, là anh Nam Ca chứ không phải Ngân Tấn hát đâu nha, đó là sự thật. Đó cô chú, rất là nhiều cái comment chúc mừng chị Loan, chúc mớm nha, thành công mỹ mãn. Rồi ở dưới này là có nhạc sĩ Nguyễn Minh Anh nha cô chú. Đây em cũng xin phép là được đọc luôn cô chú anh chị. Chúc mừng em gái, cảm ơn Minh đưa tin. Mớm hát Tuổi Phận Đời Con hơi bị hay nha, không phải ca sĩ mà hát vậy là quá xuất sắc. Hạnh phúc quá, Sơn Minh ơi, cảm giác hiện giờ không sao tả được. Đó anh, rất cảm ơn tình thương yêu của khán giả gần xa đã luôn theo dõi ủng hộ Hồng Loan nhé, mãi yêu. Cô chú, rất là nhiều những cái comment chúc mừng cho chị Hồng Loan tại cái đêm diễn nha cô chú. Mừng cho mấy anh em hãy luôn yêu thương đùm bọc nhau trong cuộc sống này nhé các em nhỏ. Đó cô chú, phải nói rằng là rất là nhiều cái comment nói về chị Hồng Loan trong cái đêm diễn đó nha cô chú. Thì chị Hồng Loan diễn rất là thành công luôn cái bài hát là Tuổi Phận Đời Con á cô chú anh chị. Đây có cái comment rất là hay luôn á cô chú, thì em cũng xin phép là được đọc nha cô chú anh chị. Dập đầu cảm tạ tác giả của ca khúc,
cho cô gái bé nhỏ dễ thương Võ Thị Hồng Loan đã chạm đến trái tim và lấy bao giọt nước mắt của tất cả mọi người trên khắp năm châu rồi đó ạ. Thương lắm cô gái bé nhỏ tôi yêu, cố nghệ sĩ Vũ Linh thật vui và tội nghiện. Niềm ước mong giờ thì ông đã mỉm cười hạnh phúc nơi suối vàng rồi. Thương quá trời thương. Đó cô chú. Hôm nay xin đi mưa tầm tã mà đông quậy là mừng quá, chúc mừng hai em. Em đi nghe lại bài Túi Phận Đời Con mớm hát bài này rất hay. Đó cô chú, phải nói rằng là các cô chú anh chị dành cho tình thương cho chị Loan quá lớn nha cô chú. Đó, sau khi mà chị Loan trình diễn xong mà cái đêm diễn đầu tiên tại Úc đó cô chú, phải nói rằng là rất là tuyệt vời luôn cô chú anh chị. Thì buổi sáng ngày hôm nay chị Loan cùng với các anh chị nghệ sĩ thì cũng bay đi tiểu bang khác để chuẩn bị cho cái đêm diễn thứ hai tiếp theo cô chú. Thì hiện tại bây giờ là em cũng vừa coi một cái video cô chú anh chị, thì chị Loan cũng có chia sẻ là buổi sáng ngày hôm nay là anh hai Vũ Lưng cũng có là làm tóc cho chị Ni nha cô chú, rất là vui luôn, làm tóc cho chị Ni rồi làm cho chị Loan luôn cô chú anh chị. Phải nói rằng hiện tại bây giờ là chị Loan cũng rất là vui và chị Loan cũng đã lấy lại được cái tự tin đứng ở trên sân khấu lớn đỡ hát nha cô chú. Phải nói rằng là cái sân khấu ở bên Úc hồi tối chị Loan diễn đó cô chú anh chị rất là đông luôn đó cô chú, đông nghẹt luôn. Bây giờ chị Loan đi lâu diễn, còn anh Hải thì ở nhà cũng đảm đang một người chồng nha cô chú và một người cha. Thì buổi sáng ngày hôm nay là như cô chú anh chị cũng thấy á, là vừa rồi anh Hải cũng có chở bé Bun đi ra ngoài nha cô chú, ra ngoài công việc. Thì mấy ngày hôm nay Sài Gòn phải nói rằng rất là nắng nóng cô chú. Thì bé Bun là còn nhỏ cô chú anh chị là bị cảm. Cái ngày mà chị Loan đi Úc á cô chú, đó là tối đó là bé Bun bắt đầu bị cảm, rồi anh Hải cũng phải là chở bé Bun đi khám bệnh nha cô chú anh chị. Đó thì hiện tại bây giờ như phía trước cô chú anh chị cũng thấy là các anh chị nhân viên cũng đến bán hàng cho chị Loan, rồi các cô chú cũng yêu thương chị Loan đến mua hàng rất là nhiều nha cô chú anh chị. Đó, phía trước thì cũng có chú lớn tuổi đang chuẩn bị là chở con của chị Loan đi học nha cô chú. Dạ cô chú anh chị và các bạn xem video cho em xin một like và một đăng ký kênh để ủng hộ nha cô chú. Bây giờ em xin phép cô chú anh chị và các bạn em kết thúc video tại đây nha. Hẹn gặp lại cô chú anh chị và các bạn trong video sau nha.